Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ. Trong video Ý cầu nguyện tháng 4, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 4, 2024, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới. Mở đầu video, Đức Thánh Cha tố cáo rằng ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đối xử như đối tượng đầu tiên cần loại bỏ. Ngài đưa ra các ví dụ cụ thể về những luật đối xử phân biệt. Có những quốc gia phụ nữ bị cấm tiếp cận hỗ trợ, khởi nghiệp hoặc đến trường. Tại những nơi đó, họ phải tuân theo luật lệ buộc họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Và ở nhiều nước, việc cắt bộ phận sinh dục vẫn còn hiện hành. Ngài mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi, chúng ta đừng tước bỏ tiếng nói của phụ nữ, đừng cướp đi tiếng nói của tất cả những người phụ nữ bị lạm dụng, họ bị bóc lột, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha cũng lưu ý về tình trạng bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Về lý thuyết, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đàn ông và phụ nữ đều có phẩm giá như nhau, nhưng trên thực tế, điều này lại không diễn ra. Thực tế là trong khi ở một số nước, phụ nữ được tiếp cận với giáo dục và việc làm, đồng thời nắm giữ vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp và tổ chức, nhiều người vẫn không được hưởng những cơ hội như nam giới. Trong thị trường lao động, chưa đến 1/2 phụ nữ trên thế giới có việc làm và phụ nữ thu nhập ít hơn nam giới 23%. Điều tương tự cũng xảy ra với giáo dục, khi ở một số quốc gia, phụ nữ biết chữ chỉ là thiểu số. Ví dụ tỷ lệ này ở Niger là 27%, ít cơ hội hơn, đồng nghĩa với những khó khăn kinh tế to lớn. Theo UN Women, ước tính 8% phụ nữ và trẻ nữ sẽ sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ, và 25% phụ nữ sẽ không đủ ăn. Đức Thánh Cha kêu gọi, các chính phủ cần dấn thân xóa bỏ luật phân biệt đối xử ở mọi nơi và nỗ lực bảo đảm nhân quyền của phụ nữ. Hãy tôn trọng phụ nữ, hãy tôn trọng phẩm giá và những quyền cơ bản của họ. Và nếu không, xã hội của chúng ta sẽ không tiến bộ. Cha Frederick Fonos nhận định rằng việc tôn trọng phụ nữ đã là vấn đề trọng tâm của Kitô giáo bởi vì sự sống của mỗi người đều thánh thiêng. Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa ngay từ khởi đầu của giáo hội. Chúa Giê-xu đã đón nhận các môn đệ làm môn đệ của Người. Đây là một điều mới lạ trong xã hội thời đó. Đức Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, đã giữ một vị trí nổi bật trong số các tông đồ và trong cộng đoàn tiên khởi. Chúa Giê-xu đã giao phó cho một người phụ nữ, bà Maria Magdalena, sứ mạng loan báo sự phục sinh cho các môn đệ của Người. Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng góp vào sự năng động thiêng liêng trong giáo hội. Các thánh Teresa Avila, Catarina Siena và Teresa Hài Đồng, những tiến sĩ của giáo hội và vô số các vị thánh khác. Giáo hội tiếp tục kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Nếu cộng đồng Kitô giáo là một doanh nghiệp mà không có sự tham gia tích cực của phụ nữ thì cộng đồng này sẽ phá sản.